Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, sau bộ 3 clip làm về siêu bí kỹ Demon Hunter thì ngày hôm nay tôi quyết định không chơi nữa anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi cái bộ khác. Ok, chơi nhiều sờ farm nhiều thì nó không hay. Với tôi nghĩ là 3 clip nó là quá đủ rồi. Đã có rất nhiều anh em là feedback rồi. Các anh em là có gửi tin nhắn rồi chụp cái màn hình chiến thắng của các anh em chơi cái bộ đấy, thì nói chung là tôi thấy là ok đấy. Cũng được cái sự tin tưởng của các anh em xem kênh là cái bộ đó bây giờ nó cũng đã khá là lan tỏa trong rank. Thậm chí là ngày hôm nay khi mà tôi vào tôi chơi một cái trận rank thì tôi cũng gặp một anh em fan ở trên kênh cũng đang chơi cái bộ đấy luôn. Đấy, cũng chào tôi rất là vui vẻ. Điều đó thể hiện là rất là yêu quý tôi đấy. Cảm ơn các anh em nhá. Nói chung là kênh nó vẫn có một cái chút gì đấy, mặc dù là flop rồi đấy, tôi nghĩ là nó bị flop rồi, nhưng mà vẫn có một cái gì đấy mà có cảm giác là vẫn có cái sự lan tỏa, vẫn có một cái sức ảnh hưởng đấy. Rồi trận này chắc eco anh em ạ, bài hơi yếu mà nó lại ra hai con eco, tôi eco luôn. Chơi bài eco này có thể chơi beat, chơi shaman. Nếu mà để mà không phải là chơi kiểu múa may ấy, không phải là biểu diễn, không phải có mang tính chất nghệ thuật, thì trận này tôi nghĩ là shaman nó là vô địch ấy. Câu con gấu cái đã. Một là shaman hay là beat thôi. Chứ còn eco nó cũng chả có cái bộ nào nó phù hợp với cả một cái trận đấu eco đâu. Trong cái trận này tôi nghĩ là chỉ có hai bộ đấy thôi. Còn nếu mà hunter, hunter tiểu thì tôi trả giờ tôi eco. Rồi thật với anh em là ra bàn hunter đầu game tôi không bao giờ tôi eco luôn. Kể cả không ra được 2 sao thì tôi cũng cho bài vào đánh để giữ máu. Nhưng mà nó không có. Đấy, trận này thì không có thôi. Hoặc là ra ví dụ như ra con Fallen Witcher sớm này. Đấy, Fallen Witcher kẹp với cả cái gì, kẹp với hai đỏ hay là ba warrior thôi là đủ rồi. Đấy, hoặc là nếu mà đánh chuỗi thắng thì có thể là mấy cái con Goblin Mech ấy, giai đoạn đầu khá là khỏe. Đấy. Còn cái kiểu như này ấy, đồ không có này, đồ tăng mana không có này, đồ đánh tay cũng không có. Đó thì thôi nha anh em nhá, yếu lắm. Trận này vớ vẩn còn phải chơi thành Feather Fake ấy. Đồ nó chưa phải đồ chơi mết. Anh em nhìn đồ này. À thế này thì biết rồi. Hai con giải cá luôn. Cho hai con giải cá một round. Này thì hơi thọt tiền nhỉ. Cái round vừa rồi không cho con nào thì ok. Cho tự nhiên lại mất tiền mua. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra con gấu shaman thì chắc là tôi cũng quay xe đây anh em ạ. Trên này beat không mắc binh được bằng cái bộ shaman đâu. Cái bộ shaman nó cực kỳ khỏe, cái bộ 5 đô luôn. Chơi shaman ấy thì chủ yếu là dựa vào những cái con 5 đô thôi. Những cái con 5 đô ở trong cái kho tướng truyền thuyết ấy nó rất là quan trọng trong cái bộ shaman. Chứ còn khi mà nói đến bộ shaman ấy là thường ấy là các anh em sẽ nghĩ tới là cái việc là một là câu ra gấu shaman và hai là cái có cái con mèo 5 đô đúng không? Thì nếu mà đủ hai con đấy thì sẽ kích hoạt được 6 shaman. Đó, thì đó nó cũng là một cái điều kiện để chơi 6 shaman. Nhưng mà còn một cái điều kiện thứ hai ấy mà nó quan trọng không kém đâu. Đó chính là cái việc là cái hàng truyền thuyết nó có những cái con tướng mạnh mà nó phù hợp với cái bộ shaman. Đấy. Như là trận đấu này là điển hình của một cái trận đấu mà rất nhiều những cái con tướng nó phù hợp với cái bộ shaman. Đó. Trận này chơi shaman nó tuyệt vời luôn. Nhưng mà lại ra beat này. Ra beat à? Ra beat nhá, sợ nhất là gì? Sợ nhất là tí nữa ấy. Chúng ta chơi beat xong chúng ta gặp shaman mết. Đấy, sợ là sợ cái đấy. Chơi beat thì sợ, mỗi là tí nữa comeback thì gặp mấy cái thằng shaman mết nó đẩy cho thì ối rồi ôi luôn. Tất nhiên là cái bộ này vẫn có thể ăn được nếu mà chúng ta lên được level 9. Level 9 kẹp được 4 cá kết hợp với 4 mít. Hoặc là lên level 10 cũng được, lên level 10 thì kẹp thêm được Kira nữa, kẹp thêm được Warlock nữa. Đó. Thực sự là cái bộ beat này sau khi update thì tôi thấy nó cũng khá là mạnh. Có thể chơi nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta có thể chơi siêu đẻ này, chúng ta có thể chơi dồn đồ cho Medusa Siren. Chúng ta có thể dồn đồ cho cáo, con cáo bây giờ nó cũng comeback trở lại. Nếu mà lấy đồ cho cáo thì nó cũng rất là khỏe nhá. Nó có cái Blink này, cái chém lan này, găng tay Kira. Đó, nó chỉ có cái ba cái đồ đấy thôi là nó rất là ok rồi.
Đấy, còn thêm được những cái món đồ khác tăng thêm cái sức tấn công thì càng tốt. Chủ yếu là nếu mà chơi cáo thì dồn toàn bộ tấn công thôi, chứ cũng không cần lấy đồ thủ làm gì cả. Không cần lấy đồ thủ, không cần lấy những cái món đồ thiên về là sát thương gọi đệ. Tức là chúng ta chỉ lấy những cái đồ thiên về sát thương vật lý thôi, chứ còn chúng ta không lấy những cái đồ kiểu gọi đệ này hay là tăng mana nhanh này. Tăng mana thì chỉ có lấy cái blink thôi, nó sẽ không lấy những cái khác nữa. Đấy. Chúng ta sẽ không lấy sách. Đấy, có sách thì cũng được. Nhưng mà thường nếu mà chơi cáo ấy thì tôi ưu tiên là gì, là lấy ví dụ như là lấy cái chém lan đầu tiên. Đấy, xong cái món đồ tiếp theo ấy mà tôi lấy thì chắc chắn là tôi sẽ không lấy đồ tím nữa. Trừ khi là có mết thì phải lấy BKB thôi. Chứ còn nếu mà không có mết ấy thì chúng ta sẽ không lấy đồ tím nữa mà lên thẳng cái đồ cam lấy hút máu, để chả may mà ví dụ như là gặp warrior thì vẫn có cái cửa mà ăn được. Đấy. Còn mết thì có thể là kẹp cá vào là ok rồi. Kẹp cá vào ok luôn. Đấy, vừa có khống chế mạnh. Lại chúng ta có khả năng là kháng sát thương. Đấy, kháng sát thương phép. Thì kẹp cá rất ok. Thực ra cái bộ bit nó kẹp cá nó không chỉ là counter vào cái bộ mết đâu, mà counter vào tất cả những cái bộ khác mà nó có khả năng dùng những cái skill dạng như kiểu là skill kỹ năng gây đam ấy. Thì bit nó kẹp cá nó khá là trâu, khỏe. Nói chung là ok hơn là chúng ta kẹp Warlock vào để counter vào cái bọn Warrior. Trận này thì chưa thấy thằng nào chơi Warrior. Thằng này thì khả năng không phải Warrior, mà tôi khả năng thằng này là Shaman này. Và tôi nghĩ là trận này sẽ có Gritter đấy. Chơi Beat rồi cũng hơi căng. Chơi Beat chúng ta sẽ đấm được những cái nhà như là nhà Clay. Nhà Clay, trận này có hai nhà chơi Clay à? Thằng này thì nó lại chơi Insect. Vậy là có hai thằng chơi Insect. Một thằng là đã chơi Shaman rồi. Vậy là chúng ta sẽ chơi Beat. Chơi Beat trận này ok đấy anh em ạ. Trận này chỉ có một nhà chơi mết thôi. Một nhà chơi mết Shaman thôi. Thằng này khả năng là sẽ là, chưa chắc là mết đâu nhá. Tôi soi là có thể thằng này nó sẽ chuyển sang là gì, là Insect đấy anh em ạ. Đấy, nó thế cơ. Tức là cái thằng mà nó đang có cái dấu hiệu là cái bài nó ra mết thì nó lại muốn là chuyển sang Insect. Còn cái thằng mà đang là Glacier với cả Shaman ấy thì nó mới chuyển sang mết. Trận này nói chung là ok, chơi được. Chỉ có một nhà là đấm được chúng ta thôi. Còn nếu mà không được thì tôi chuyển sang tôi chơi Assassin, ok. Chơi Assassin cũng chơi được. Cái quan trọng là ra con cáo ấy. Cái con cáo bây giờ sau update là nó khá là khỏe. Nó có thể kết hợp với 6 Assassin cũng rất là mạnh nhá. Hoặc nếu mà giả sử nhưng mà không phải là 6 Assassin thì nó sẽ là 9 Sin. Đấy. Đây, cho sẵn cái con này vào. Chả may mà có gì còn quay xe sang Sin. Assassin trong cái bộ này thì nó cũng đã có sẵn con cáo với cả cái con tướng 4 đô rồi. Ở trong cái bộ Havoc ấy. Bây giờ là chỉ xem là cái level 7 chúng ta roll ra được cái gì thôi. Nếu mà roll ra được cái con gấu lên 3 sao sớm và cái con Whispersia lên được 3 sao sớm thì là nó sẽ là siêu đẻ anh em nhá. Chắc chắn nó sẽ là siêu đẻ chứ nó không phải là dồn đồ cho cáo. Nhưng nếu mà ra con cáo 2 sao thì tôi sẽ nghĩ lại. Để xem nó là cái gì đã. Ok. Trận này chắc là cũng không có trộm chó đâu. Tôi cẩn thận tôi lấy cái dây chuyền từ đầu. Nhưng mà trận này tôi nghĩ không có thằng nào chơi trộm chó đâu. Tôi soi bảng thấy không có một thằng nào có ý định như thế cả. Trận này chủ yếu là bọn nó chăm chăm vào mấy cái bộ kiểu Clay với cả Shaman ấy. Đấy, Shaman và Insect. Nhưng mà không biết cái thằng nó đang định chơi Insect nó có chơi không hay là tiếp tục chơi Shaman. Đấy thì tôi cũng không biết. Rồi chúng ta lại eco tiếp thôi. Mấy hôm nay ấy thì ra clip nó hơi muộn, anh em thông cảm. Các anh em buổi tối anh em có thể anh em xem sẽ rất là muộn. Thế nên là sáng anh em có thể là lên kênh và anh em xem lại anh em nhá. Chứ còn buổi tối thực ra lúc đấy buồn ngủ quá rồi, xem thì cũng chỉ là xem đi ngủ thôi. Theo kiểu bật tài liệu lên rồi thiêu thiêu ngủ. Kiểu thế thì tôi thấy là những cái kiểu đấy thì nó cũng hơi chiêu chiêu một tí. Xem kiểu chiêu chiêu rồi thiếp lúc nào không hay, đi ngủ lúc nào không hay. Chứ còn cái diễn biến trận đấu thì tôi nghĩ là nó cũng không động lại tí nào vào trong đầu cả. Đấy, mà có những cái trận đấu nó khá là hay. Có những cái trận đấu giới thiệu về cái lineup mới hay là những cái bí kíp chẳng hạn thì tôi nghĩ là anh em có thể xem lại vào buổi sáng. Còn lý do tại làm sao mà tôi dạo gần đây tôi up muộn như thế, bởi vì thực ra
Bây giờ cái thời điểm này là tôi đang khá là bận anh em ạ. Tôi công việc tôi nhiều quá, nó cứ dồn dập ấy, liên tục luôn. Thế nên là cũng không có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Đấy, cái lúc mà tôi up xong cái clip lên ấy, đấy, sau đó là đọc các cái comment của anh em vào cái buổi tối muộn, thì lúc đấy tôi mới trả lời các cái comment của các anh em vào buổi tối. Đó, thì cái lúc đấy mới là cái lúc mà tôi được nghỉ. Thế là anh em hết sức thông cảm nha anh em nhá. Anh em có thể xem vào ngày hôm sau. Úi giời, ra con già này. Hai con già đây còn gì nữa. Đây là hai con già đây còn gì. Một con già một quả trứng thì là hai con. Nhưng mà cái trận này ấy, nếu mà chơi Saman già thì chúng ta sẽ phải vứt hết cái đống đồ mà chúng ta đang có. Và chúng ta sẽ bán hết những con beat này. Nhưng mà tôi nói thật với anh em là beat bây giờ nó thiếu là bây giờ thiếu hai con nữa thôi. Thiếu hai con nữa thôi là đủ bộ beat rồi. Đấy. Có nhỉ. Thực ra già hai nhá. Già hai thì tôi cũng đây nó là hai con già đúng không? Thì nếu mà già hai thì bây giờ ra cái con gấu và một quả trứng này thì cũng là gấu hai. Nếu mà tính về cái việc là ra một cái con co hai dao sớm ấy, già cũng là một con co nhưng mà con gấu nó cũng là con co đấy. Bây giờ ra con gấu với một quả trứng này rõ ràng là chúng ta cũng đã có con gấu hai rồi đúng không? Thế nên là thôi. Saman nói chung là tôi nhường cho người khác chơi đấy. Trận này không chơi Saman. Nhìn Saman gặp Clay thì cũng hơi đuối. Saman bây giờ thì rõ ràng là không có gấu nên là chúng ta chỉ chơi 4 Saman thôi. Đó. Bây giờ làm nào ra con gấu Saman để mà chơi được là 6 Saman đâu. Không có. Nên là chúng ta chơi 4 Saman. 4 Saman thì bây giờ có một cái rất là sợ. Đấy là khi mà chúng ta chơi 4 Saman tí nữa gặp mấy nhà Clay, trận này có hai thằng đấy. Đó, nó sẽ đấm cho cái nhà Saman. Tức là chúng ta khó mà được top 1 ấy. Đấy. Tức là có một cái công việc mà khi mà làm ấy là nó bắt buộc nó phải được top 1 thì mới up clip lên. Đấy, chính vì thế là cái việc bình thường nếu mà chơi rank như kiểu giải trí hay là chơi kiểu leo rank ấy thì rõ ràng là tôi vẫn có thể chọn Saman. Anh em hiểu không? Tôi vẫn có thể thấy một con giàm quả trứng tôi sẽ quay xe sang Saman luôn. Nhưng mà để mà nói là cái trận đấu mà chơi Saman để mà được top 1 để mà up clip lên ấy. Đấy thì chỉ trận này mà chơi Saman thì nó hơi khó, phải nói thật là như thế. Chơi Saman là hơi khó đấy. Nó không mắc binh được. Nó không mắc binh được nên là bây giờ chơi cái bộ beat này thì nó lại mắc binh hơn. Beat ở trận này thì nếu mà chơi beat siêu đẻ thì nó cực mạnh luôn. Đấy, chơi beat siêu đẻ cực mạnh. Chơi beat siêu đẻ là lúc đầu là chúng ta dồn được cho beat Persia thôi. Nhưng mà late game ở trong cái bảng truyền thuyết ấy, nó có cái con Bad Omen cực kỳ khỏe luôn. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ không có chuyển sang Saman nữa, mà chúng ta sẽ chơi beat luôn anh em nhá. Rồi. Trong cái bộ này thì tôi cũng sẽ không mua con Medusa đâu. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi roll cái con này lên 2 sao này. Roll con Whispersia lên 2 sao. Ok, vứt cái này đi nhá. Tôi sẽ rèn thêm một cái máu Echo nữa. Máu Echo. Rèn thêm một cái máu Echo nữa đi. Đây rồi. Chúng ta bây giờ đang có hai con có thể cầm được cái máu Echo. Và tương lai nó sẽ là thêm cái con gấu cầm máu Echo nữa. Chắc là chỉ có hai cái là đủ. Không cần thiết là phải có nhiều đâu. Hai cái là đủ. Sau đó là hướng tới những cái quyển sách. Sách này hoặc là RO. Đấy, đấy là những cái món rất hay. Chơi beat rất là khỏe. Tầm này đủ để có thể là bỏ bài vào đánh chưa nhỉ? Trông rất là mạnh ở đấy. Cáo này. Sói. Đủ rồi. Thế đủ rồi. Đủ 6 bit thôi. Đó, thế mà chơi Saman thì bao giờ mới đủ bộ? Chưa có cái con nào đâu. Chơi Saman là mới có con già là chơi mết thôi anh em. Chưa thấy có con Saman nào hiện ra cả. Nên là nếu mà chơi Saman thì nó sẽ phải tốn rất nhiều tiền để roll.
và form. Thôi chơi cái này luôn nha anh em nhá. Chơi bộ beat thì nó rất khỏe. Trong meta này nó khỏe đấy, buff khá là nhiều luôn. Tôi thấy cái bộ beat là từ rất lâu rồi là thấy toàn buff thôi, chứ còn chưa thấy có một cái cú lép nào cả. Như là meta mới là bắp cái con cáo chọt xa hơn, hay con Medusa là bắn nhanh hơn. Đấy. Cái bộ beat này nó kẹp những cái con tốc độ đánh cao thì nó rất là khỏe. Anh em sẽ thấy là bộ beat thường hay là kết hợp với hai Glacier để tăng cái tốc độ đánh của cái bọn đánh tay lên. Sau đó là tăng cái stack, cái tốc độ mà stack nó sẽ rất nhanh, khiến cho cái việc dồn đam nó rất là khỏe. Ui dồi ui, cáo hai luôn này. Có chơi luôn không? Mà trận này lấy đồ cho Whispersia rồi. Hay là đập trứng cho Whispersia luôn nhỉ? Cáo hai luôn này. Ui vậy là đập trứng cho Whispersia luôn. Đập trứng cho Whispersia thì cũng đủ bộ luôn rồi đấy. Lên được 3 sao luôn rồi. Nhưng mà như thế có vẻ hơi lãng phí quả trứng này. Tôi cứ muốn là cái quả trứng chúng ta sẽ dồn cho con gấu cơ. Kiếm mấy con gấu 3 sao càng sớm càng tốt. Con gấu nó khỏe hơn con Whispersia nhiều. Chắc là sức mạnh nó phải nếu mà có đủ đồ trấn phái nó so với cả con Whispersia chắc là nó phải gấp 4 lần ấy, cái sức mạnh của nó. Cực kỳ khỏe. Cắt chuôi được không? Đừng bảo là không nhá. Đủ 6 bit rồi. Ok, mình xin. Rồi, ok. 50 tiền ở level 7 cái đã. Đủ tiền roll tiếp. Rồi, chúng ta sẽ roll tiếp. Đây rồi. Đây. Roll tiếp luôn. Ui, nhiều cáo đấy. Không cần. Đánh thế thôi. Ok. Tôi vẫn chưa muốn lên level 8 anh em ạ. Chắc là roll tiếp để kiếm con Whispersia đã. Whispersia phải lên được 3 sao. Trong lúc đấy là kiếm mấy con sói lên 2 sao nữa. Sói với cả con sâu. Sói sâu lên 2 sao được. Tôi nghĩ là cái tầm này thì beat nó khá là khỏe đấy. Cũng không lo lắng về cái việc là bị trừ máu đâu. Chúng ta lúc này là chúng ta rất khỏe rồi. Ui gấu này. Nếu mà cái con gấu này ra ấy, thì tôi nghĩ là tôi sẽ thay con sói luôn. Khỏi phải chơi sói. Đây rồi. Hay quá nhờ. Lên 8 hết tiền luôn. Đang thiếu cái đồ mana mà. Rồi, ok đấy. Như này chưa? Tôi nghĩ cái trận đấu này sẽ đẩy cái tốc độ lên nhanh đấy. Chúng ta chơi beat siêu đẻ nên là cái tốc độ trận đấu sẽ rất nhanh. Mấy cái thằng mà chơi insect cứ liệu hồn ở phía dưới đấy là chuẩn bị đi hết rồi. Rồi con này chơi gì đây? À, đây là bộ gì? Dòng mết à? Dòng mết. Trận này có cũng có thằng sẽ chơi 5 dòng 9 mết à? Thì sợ phết đấy nhở. Chứ beat này mà gặp cái bộ đấy là chắc chắn là phải kẹp cá rồi. Trận này 5 dòng 9 mết nó cũng phải nói là perfect 10 điểm luôn. Có cá rớt, có cả con dòng 5 đô luôn. Trận này mấy cái thằng mết là khá là mạnh đấy nhá. Nếu mà không muốn mà đối đầu với mấy cái thằng mết cuối game ấy. Vì chúng ta không, trận này không có Tsunami. Nên là nếu mà không muốn đối đầu với cái bọn đấy cuối game. Bởi vì đằng nào nếu mà gặp bọn đấy cuối game thì cũng thua rồi. Khẳng định luôn là thua. Đấy, chơi beat này không thể ăn được 5 dòng 9 mết lết game đâu. Kể cả là mết Saman thì cũng khá là sợ. Thế là tôi nghĩ là nếu mà muốn chiến thắng trận này thì chỉ có tăng tốc độ trận đấu lên thôi. Đẩy càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Để cho bọn nó không lết được. Chỉ còn để cái bọn 5 dòng 9 mét nó lên được level 11 thì là chắc chắn là thua. Đấy, Saman thì chỉ cần lên level 9 thôi nhưng mà nó full 2 sao thì chúng ta cũng thua. Đấy, tốt nhất là đẩy sớm.
Hy vọng là sau cái đao này tôi có thể là sẽ có một cái quyển sách. Để xem đồ là đồ gì đã. Rồi, không có gì cả, random. Ok, thôi rèn sách thôi. Tôi sẽ rèn quyển sách luôn. Rồi. Sách nhá, sách, 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 sách. Đúng rồi, ui giời ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chỉ có thế thôi. Có thế thôi là cái câu chuyện nó là ngã ngu rồi đấy. Bây giờ đợi gấu lên 3 sao thôi. Còn cái tầm này thì đương nhiên là Whisper sẽ cầm sách rồi. Không còn con nào có thể là phù hợp hơn. Whisper lên được 3 sao cầm cái quyển sách gọi đệ. Mỗi lần gọi đệ sẽ có tỷ lệ là 60% gọi được 3 con. Ok, đây sẽ có những cái bộ như là cái bộ này. Đây nó sẽ là cái bộ Saman này. Tương lai nó sẽ là cái bộ Saman. Và tầm này nó sẽ là đỏ, kẹp với cả đỏ. Chưa đủ 4 Saman, chưa ra được Storm Saman. Bắt đầu có chuỗi rồi anh em ạ. Quá khỏe luôn. Tầm này mà đã lên được 8 thì cứ mạnh dạn là lên 9 luôn thôi. Chứ còn chẳng còn phải roll gì nữa đâu. Cần gì phải kiếm cái con gấu ở đâu anh em. Bây giờ ấy là kiếm anh em biết tôi kiếm cái gì không? Tôi hướng đến là cái con Battleman ấy. Chứ còn con gấu tầm này nó cũng so với cả cái trận đấu này này thì nó cũng không phải là quá mạnh đâu. Battleman nó mới là chân lý anh em nhá. Cứ cái con gọi đệ nào mà nó to tiền hơn thì con đấy đương nhiên là nó mạnh hơn rồi. Tí nữa là cái con Battleman lên 2 sao rồi dồn toàn bộ đồ nó thôi. Trận này là chỉ có một là Battleman, hai là gì? Là gấu. Đấy, chứ còn những cái con như con Whisperseer late game tôi cũng sẽ bán dần đi thôi. Còn nếu không bán thì cũng chả có cầm đồ đâu. Nó không phải là cái con co. Trận này co tạm ở cái giai đoạn giữa game. Đấy, late game thì sẽ lấy những cái con 5 đô, 4 đô cho nó khỏe. Rồi, còn mấy cái thằng Clyde này thì vô tư anh em ạ. Clyde mà gặp tôi mỗi nào đẩy chắc mười mấy máu, 20 máu luôn. Đẩy quá nhiều luôn ấy. Ủa 25 máu anh em ạ. Quá dã man. Gặp một round nữa đi. Tôi muốn bán con sói này quá. Con sói này mãi không lên được 2 sao. Tôi có ý định là lấy cái con sói 2 sao và thay cho con Tutka ấy. Tutka thì về late game nó đuối lắm. Nó không ăn thua. Thay vào một con sói có tí tăng cơ. Gọi đệ ra thì cũng có khả năng tăng máu bản thân. Lấy thêm một cái máu Echo nữa đi. Rồi. 3 quả máu Echo luôn. Mỗi con cầm một cái. Con nào đẻ là được cầm hết. Nếu mà cho con sói vào là thành 4 cục Echo đấy. Cho thêm một con sói cầm nữa. Anh em nhỉ. Ổn đấy. Bây giờ tôi đang vươn lên vị trí top 1 rồi. Mặc dù khởi đầu nó không được ok cho lắm nhưng mà chơi beat mà. Comeback rất là mạnh mẽ luôn. À đây rồi, cái thằng này nó đang là định chơi là Metalist này. Nhưng mà có vẻ hơi đen, câu mãi không ra là cái con gấu Metalist. Thế thì lát người rồi bạn ơi. Căng thật. Rồi. Đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Quá nhanh anh em ạ. Tốc độ trận đấu cực kỳ nhanh luôn, round 23. Vớ vẩn, round 25, 26 là hết game ấy. Bây giờ cứ thằng nào gặp tôi là mất khoảng 20 máu. Mấy cái thằng kiểu 26, 21 máu kia hay là kể cả 27 máu kia có khi vớ vẩn gặp chết luôn ấy. Còn những cái thằng 36, 42 kia thì có thể là không chết được với cái đội hình này. Bởi vì đây nó không phải là đội hình đẩy quá nhiều. So với cái đội hình Insect, mèo heo gấu. Thì cái bộ này đẩy không được nhiều là bởi vì là còn nó có cái đam rất điểm ấy. Nên nó kết liễu đối thủ cũng khá là nhanh. Thế còn những cái bộ mà cù nhây càng nhây lâu thì càng đẻ nhiều thì khá là kinh khủng. Mỗi round là có thể nó đẩy 50 máu. Thêm một cục Echo nữa cho nó coi như là cháy máy này. Cứ con nào đẻ con đấy cầm cục Echo luôn. Cái cục Echo cuối cùng kia thì tôi sẽ cho cái con heo hay sao. Đấy. Tương lai nó sẽ còn là cái con Battleman nữa cơ. Trận này tôi sẽ lấy rất nhiều cái đồ dành cho gọi đệ. Chúng ta chưa có cái tẩu ấy nhá. Trận này không có cái tẩu đấy.
Lên chỉ luôn không nhỉ? Cầm này vẫn thấy mạnh ấy. Còn lại cái nhà mết này. Tôi nghĩ là sẽ phải kẹp cá đấy. Nếu mà kẹp cá thì chắc là cái con bỏ nó sẽ là cái con dơ so chúng ta sẽ bỏ ra. Thì đã lên 9 là lên 10 luôn, kẹp hai cá vào anh em nhá. Chứ còn không có lên từ từ nữa. Xác định từ đầu là ở 8 là lên 9 là không vội vàng mà. Đấy, cứ tà lên thôi, bởi vì cái mốc của chúng ta là lên một phát lên 10 luôn. Kiếm hai slot nữa nhét vào cho cá, cho cái bọn cá. Còn lại thì chúng ta sẽ để những cái con đệ nó đẻ, nó gây đam. Đấy, chủ yếu là phòng thủ nhiều. Ok. Lấy đồ cũng chỉ chủ yếu là lấy phòng thủ. Xích. Được. Không có cái đồ nhưng mà có cái xích thì cũng gọi tạm tạm. Gấu 2 này. Quả trứng này cho con gấu tuyệt vời luôn. Ui, Batman này, từ từ nhá. Batman thì nó sẽ phải là thế này. Có hai Warlock nữa. Rồi. Ok nha. Thế thì lên 10 kẹp hai đỏ thôi anh em ạ. Thế thì cầu trời khấn Phật cho có cái thằng Clay nào đấy nó đấm chết cái thằng mết cho tôi. Hoặc là thằng Insect cũng được, thằng Insect cũng có thể đấm được. Đấy. Chỉ cần cái thằng mết chết thôi thì tôi vô tư, tôi không cần phải là kẹp cá nữa mà tôi sẽ là kẹp với cả đỏ và kẹp với cả Warlock. Chúng ta sẽ còn mắc ping hơn nữa cơ. Đồ, bây giờ đồ trên người con Whisperseer nó cũng full rồi. Tí nữa tôi sẽ chuyển bớt đồ sang cho một cái con co khác. Có thể là gấu hoặc là có thể là Batman. Rồi, thằng này Saman này. Thằng này nó chỉ là Saman thôi. Đấy, và nó chỉ là 4 Saman thôi. Chứ nó không phải là 6 Saman. Nên là chúng ta vẫn có thể ăn được. Thậm chí là còn đẩy rất nhiều máu. Thằng này 42 máu đúng không? Sau round này tôi nghĩ là chỉ còn có mười mấy máu thôi. Ui dồi, đẩy phát 29 máu luôn. Không thể tin được. Còn một cái thằng khác gặp tôi chỉ còn có 5 giọt. Vãi đái, liệu rằng round 28 có kết thúc trận đấu không? Nếu mà muốn kết thúc thì có thể là chúng ta để dành để đổi thêm một cái bóng tím nữa anh em nhá. Và tôi chắc tôi chỉ khô vào bóng tím thôi. Trận này không chơi co đánh tay, không lấy món cam làm cái gì cả. Trong cái đồ tím nó có rất nhiều món đồ cho cái bộ beat này. Đây rồi. Hay quá. Chúng ta có thể đập quả trứng cho con heo luôn. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Insectoid này. Thằng Insectoid này vừa gặp tôi bay coi như là phải 20 máu. Thôi thằng này đi rồi. Chắc chắn luôn. Vừa gặp xong à. Vừa gặp nhưng gặp cái bản sao của tôi thôi. Mà thằng này chắc chắn nó sẽ mất rất nhiều máu này. Con heo của tôi đẻ một phát nữa. Ui dồi ôi. Thôi thì chắc chắn là đi. Gặp là chắc chắn là đi. Trận đấu nhanh thật sự. Vậy là chúng ta cũng đã coi như là kết thúc trận đấu được rồi. Round này tôi nghĩ là cũng sẽ là kết thúc thôi. Đối thủ chả có cái cửa gì ăn được luôn. Bây giờ chỉ có 6 Saman mới giải quyết được vấn đề thôi. Chứ còn 4 Saman cái tầm này thì không ăn thua. 6 con cơ. Rồi, nói chung là vô địch rồi. Kiếm mấy con Batman 2 sao cả đã. Không có đen nhỉ. Kiếm được Batman 2 sao thì tôi sẽ dồn đồ cho nó. Nó sẽ rất khỏe đấy. Cái lượng đam người già rất lớn. Nhưng mà tôi sợ đối thủ không trụ nổi đao này mất. Cái bộ bít thần giáo này lúc nào nó cũng có cái chỗ đứng của nó anh em ạ. Cái tốc độ đẩy của nó rất nhanh. Bây giờ đao 28 nó kết thúc trận đấu à. Không để có thể nào mà trụ nổi. Quá kinh khủng. Đẩy kinh thật đấy. Thề. Mua đao mất
chiêu chiêu nó khoảng 20-30 máu thôi chứ cũng không nhiều như Insect, nhưng mà nó cực kỳ là đẩy nhanh. Liệu rằng là cái bộ thần giáo nó quay trở lại rank không nhỉ anh em nhỉ? Trong khi Hunter là vẫn rất là ok, ngoài ra có thêm cái bộ Feather. Thì thôi thì tùy tình huống thôi. Anh em mà thấy trận đấu nào mà anh em chưa được beat thì anh em chơi nhá. Nó cũng rất là ok đấy, khỏe đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái hoặc là cái clip bên phải để xem cái bộ bí kỹ Hunter Demon nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Nếu mà anh em chưa xem, anh em xem đi, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.